và tiếp xúc về người dân công tơ vẫn vẫn thắng khi miền special game mỗi kỳ là lúc muốn chúng ta đã quạt chìa top of the game mỗi lúc nông sốc mạng hay quạt có bàn tòm định mà to để không tạo cảm thị sẽ đây chúng ta bạn rồi anh được rồi đọc nên ok chúng ta anh thì tích tui bán ít tiền tổng ta cảm thị lực của bộ lực khó gái cảm thị bật mạch đáng và là bởi vì tới cảm thị lực của Google lực khó gái kia chìa cảm thị giả cùng mỗi để nét ọc này để ai bà phạt thì bộ bà mến cả đại bàn chạy đừng lấy để tốn cả review có đã tin tăng ở nơi Google Map có được chưa cả đã lục thoát được cầu video mà bạn thấy trong cua cả đại bàn từ cầm thì bỏ ai cả kênh chung trăm tham bộ cầm thì được cầu gái nó kênh nhiên chia phần trăm và mình sẽ nắm kênh được chồng mà đòn chẳng chia phần gói sẽ nắm kênh nhưng nên với cả cả đã tiện tầm mấy chỉ cả sẽ được một cái hai nọc về liên trọt tới dừng ai dạ từ chủ rung chung môn được cầu gái đầy dừng ai như ta thọc computer này để còn sẽ cầm nó không cả chờ được mình mới bỏ cái tiêu chuẩn tiền bạc này cả đại đại đến trong chương trình tháng này xa khá không bỏ cầm thì bỏ Google nó nữa hết phần thời gian về bạn ok quan trọng bất chuyên nhiên từ giờ này trong những việc hàng ngày để dừng ai cho chúng ta cầm thì nâng bàn được không mọi người bạn chỉ tới xâm bạc nè đã tập trong cho ông trai em đấy sự mặc phồn trên mạng phồn mềm phim xây nền lời Google Maps nhưng còn là miền kết này thảo mỗi chi mà người tới những ngày sảnh ảm bán hay như miền dự bị đập bởi xàm bán hay như tiếp là bây dương sẽ là bây dương chập đạp cho chúng dương thực cả đạp thì còn bây dương thì chẳng là dương vốn nấu được rồi dương nấu cho những cái dương chẳng chạy đi nền lời không làm quan năng bạn ok cho tiếp tục được benefit xung cảm chạy về cao vì màn và lệnh với các viên màn chú ý đó xong cùng bằng dừng à cái bất tức chia ở thập giờ muối không cho nó mình cứ để xong bây giờ sẽ cắm mình đang dưới sẽ cắm mình là platform là Google Map là tự sắp được còn nó mong global forum bỏ kế được còn connect được coi dân nhân ca kiếp chom ca chụp chung hiệp bị chạm tế và cho nó lại là mùa chứng dân cảm ứng như mình dân ai nhìn nó cả mối dân ai sẽ không cả chờ rồi bỏ kỳ cho chạm chạm dân ai đạp việc và đây là một vòng mình chứng và hai chân của họ thảm dòi xì mình cứ được trong phương sắp đó nhưng họ tại bạn chạy bảo cơ tờ dư viên là bạn miền nào cả xong đó đạp việc hay có bạn chờ rồi tất cả và tế thì muốn buôn đồng cho chạm nó được như này còn theo ấy đã thông phất cư dân thua lời ca sở lãnh xâm hợp ca chui lời xã cùng bởi dưỡng như mình đã tham gia chân dân ảnh chui lời phạc đồ chui bất đoàn phô miền mấy mấy lời phản tiên lời cơ mạc nước mình thả xâm hợp tùy thì tha đưa có đồng bọn tùy cho hay có đối chức là em xin tiết dân ảnh chui bất đoàn phô miền mấy mấy lời nắng hay bất đoàn phô miền sự thật nó là phản tì mình hoàn bá hay mình thích coi dân có chui con ái đàn ta dân có phải khác cái dân bà là mình chào nè dân chọn từ nhà mày lại nè dân cho được đồng bọn thì chọn lại nè hay cái lại kia dân mày từ tiếp lại kia hay liên can gì đi hàng nâng lại đồng bọn thì chọn mà chính dân có thể cao phô mình là chính mình thôi dân có ai chui kia bán có đôi dân có chui con ái còn nè ok mà dân dân tới thì mình tự dọn mình tên chết xét xâm rạp xa cùng dân đại dân chui cần tuyệt dụ hay mình tiếp cho dân trâu cà vào rằng chẳng phổ biến của căn ạc xưa đây là dân tàu lại nà mùi dân hành và pin location là dân hành ở bà nà dân hành là trâu vào dân phía ta direction để dân trong nó về dân chìm tô rồi chỉ lá nhưng cho dân tạm nó tự lại biến cứ kia ai sẽ chạy khâu dân ok, chẳng mùi tiết tiết tôn là mát bởi dân cơ tấu ở lớn chiếc cam chỉ trang có small business chỉ trang đây có pop up nó lớn nào hơi miếng ca hai phổ biến khâu cơ bộ miền ấy chẳng đọc về khá nhẹ mơ phổ biến nó tấu nhưng khơi phổ biến học trang rồi gọi nhấn chiếc xe mọc bật bờ chúng các ăn cái bát phòng lạc em miền ấy chưa có cái thả bật hai rồi có màu hoặc bờ cái dân chấn tao à nếu như miền thị xã để ai chui chỉ tạm buồn bạn chấm pua
ឥទ្ធិពលនៃលោកកាយគឺថាអ្នកដែលគាត់ជួយកាន់ទូលកោបែបហ្នឹងគឺពិតជាមានស្គាល់ណពខ្លាំងចំពោះអាជីវកម្មរបស់យើងគិតត្រង់លើផ្នែកអាជីវកម្មដោយហាងគឺផ្សេងដោយលោកគ្រូរបស់មិនដូចហ្នឹងចឹងជាមេថាអ្នកផ្សេងដែលគាត់ជាលោកកាយហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិអាចបកការប្រែប្រួលនឹងលើនៅលើ Google Map ហ្នឹងបាទបាទចឹងមានសិទ្ធិបាទក៏មានសិទ្ធិបាទគាត់ថាការការអប្រូនៅអ្វីយើងបានកែនោះវាអាចធីកពេលវេលាបន្តិចតែស្អែកទៅលើ factor ជាកតាច្រើនទៀតដូចខ្ញុំអាចអាចនិយាយធានាបានថាអូកតានេះគឺថានៅទេប៉ុន្តែវា based លើច្រើនទៅលើ local guy review ដល់ local guy ផ្សេងទៀតឬក៏ដល់ system automatic របស់ Google Map ហើយក៏ដូចជាខាងមកលុបតខាង Google Map ទៀតដែរដែលជាកតាសំខាន់ដែរមុននឹងពុំមានដែលតាក់ទងនៅខាងទីនោះមកโอเคតើមានទីសាយដែលថាគាត់អាចទៅហៅខ្ញុំមានកន្លែងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការម្លេះខ្លួនឯងអីមកចប់នៅពេលដែលគេធ្វើការកែវាលើកមកខ្ញុំតាមតងតើមាននេះក្នុងម៉ែបហ្នឹងបាទបើមកផ្នែកនេះដែរបើយើងគិតពី Google Maps program ទាំងមូលវាមានច្រើនផ្នែកទី1 local guide program ជា community based ហ្នឹងវាផ្ដោតទៅលើអ្នកផ្សេងក៏កំជួលរបានហើយដល់ហ្នឹងក៏មាន Google Maps view ហើយក៏មានខាង Google Earth ហ្នឹងបាទហើយក៏មានខាង Google Business ជាផ្នែកមួយដែលគាត់បង្កើតឡើងដើម្បីជួយ support local business មិនថាតូចឬក៏ធំទេគឺមានថាបើចំពោះបញ្ហាហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានយើងអាច local business ក៏អាចបញ្ជាក់មកថា verify បាទ verify ទៅយើងគេ take ownership ជានៅហាងជារបស់យើងគឺ ownership ហើយ verify បន្ទាប់ពីយើង verify ហាងហ្នឹងបានយើងអាច control ក៏ manage ពួកមានរបស់បានមិនថាអញ្ចឹងយើងអាច manage ពួកមានជំនាញដូចជាការបដូរដែលពី local guide ចេញពីកិត្តកាយពួកមានណាមួយវាឥឡូវ platform របស់ platform មួយយើងអាច control ដល់អូពួកមាននេះគេមាន suggest ការជជែកយើងមិនសិនបើយើងថាអត់ control វាណាជជែកបានបាទហើយយើងអាចមាន tool ផ្សេងទៀតយើងអាច manage សម្រាប់ business owner ហ្នឹងក៏អាចពោលប្រព័ន្ធគាត់ក៏ជាការ offer ដែលអ្នកផ្សេងៗក៏អាច follow នៅលើ page យើងហ្នឹងចឹងតែឡើយវិញយើង offer ទៅវាឡើងទៅលើlocal guy ផ្សេងក៏ឬក៏អ្នកផ្សេងក៏ follow page business របស់យើងដែរយើងបានអូខេបើយើងនិយាយទៅ verify business local ហ្នឹងមិនមានទីតាំងខ្ញុំ take ownership យើងខ្ញុំជាម្ចាស់អញ្ចឹងនៅពេលគេកែគេអីគេ comment អីយើងអាចធ្វើការ review បាទ check ឬអីបានផងហើយមួយទៀតយើងគេមានគេហៅថាដូចនៅលើ Facebook គេមាន page គេ verify អញ្ចឹងអានេះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមែនទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមាន size stake មានអីហូហែដែលអាចដឹងថាអូគេមកតាមរយៈណាមកណាដែលគេមកច្រើនទីបាទបាទបាទគឺមានអាចមាន insight tool ដូចជា dashboard ដែលអាចមើលពួកមានសុខសាន្តទៅនឹងបានតែបាទប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាទៀតបើសិនមានឱកាសអូខេទៅធ្វើការ verify នៅ business ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយរួមចំណានអាចនេះធ្វើជាបើយើងនិយាយគឺយូរនៅក្នុង map ប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំអីបើនិយាយទៅ web វិញគឺទៅតាំងពី2011មកដែលគិតអូតាំងពីមុនមកយើងផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានដាក់ទីតាំងលើ map ឯងយើងអត់មានប្រើលើកម្មវិធី map បានលើទូរស័ព្ទបានយើងត្រូវមានគេហៅ map maker ខ្ញុំក៏ទៅជួបជាប់ទីមុនមកអញ្ចឹងដោយសារយើងឆ្លងការងារសង្គមហ្នឹងក៏យើងតធ្វើរហូតទៅបាទហើយយើងរហូតដល់កម្មវិធី local guide បាទបាទអញ្ចឹងទីពួកខ្ញុំដូចចង់ឲ្យយើងចូលរួមមកបានច្រើនហើយទៅធ្វើកម្មវិធីបាទអូខេអញ្ចឹងបើគាត់ថាអាជីវកម្មផ្សេងរបស់ business មិនថាទូទាំងនេះចង់ធ្វើការ verify ថាចំណាយមាន service ព្រោះអានឹងជាមិនមែនជា community ទេអានឹងជាបែបជាលក្ខណៈ service អញ្ចឹងមាន service អាច provide ជា business verify និង training សម្រាប់គាត់ប្រើតាmanage patient ប៉ុណ្ណឹងបាទបាទទៅទីពោសេវាកម្មខាងនេះមិនបើនិយាយពីក្រៅពី community ហ្នឹងគឺយើងត្រូវក៏ខ្ញុំមានផ្តល់សេវាកម្មជួយសម្រួលដល់ទៅលើរបបពិគ្រោះក៏ដូចជាជួយធ្វើការ verify ទីតាំងគាត់ក៏ដូចជាផ្តល់ការទៅលើការគ្រប់គ្រងទីកន្លែងនៅរបស់របស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងក្រៅពីនោះមានអីផ្សេងទេវាសេវាកម្មបើគិតទៅយើងតាក់ទងទៅនឹងខាង Google Tool ផ្សេងៗមិនថាជាជួយសម្រាប់ការបើក
យើងប្រើមកប្រើជាមួយនឹងការ skill shoe ឬក៏ product ជួយដូចយើងដូចយើងមកជួយconsulting ក៏ដូចជាការ support ទៅតនបាទអញ្ចឹងគាត់ជាចាន involve ជាមួយនឹង Google product ឬ tool ច្រើនអញ្ចឹងគេតែងនឹងហៅគាត់ Google អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាច check មើលនៅ link នៅ description មាន page មួយគាត់ហើយអាច check សួរគាត់អីបន្ថែមទៀតទៅនឹងទៀតtool ឬក៏ product មក Google គេប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬក៏ចង់បានវីដេអូផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ tool ឬក៏ជួយរបស់ Google ផ្សេងអាច comment មកខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយគាត់រហូតពេលណាធ្វើវីដេអូបន្ថែមទាក់ទងអូខេបាទបាទអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទអរគុណទេបាយបាយ